Hôm nay em lại lên chậu 20 cho mọi người nhá. Thì bác nào mà chưa mua được chậu móc ấy thì mua luôn đi. Tại vì là không phải hôm nào cũng có cái phần quà khủng đâu. Đó, như cái phần quà của em ngày hôm nay thì là một túi rêu, một túi đá trân châu nhá. Tác dụng của nó thì mọi người biết rồi. Và hai cái túi này thì nó sử dụng được rất là nhiều, sử dụng được cho rất là nhiều chậu lan. Đó, rêu thì rất là nhẹ, mình làm ẩm nó thì nó sử dụng được nhiều lắm. Đá trân châu thì mỗi chậu chỉ bỏ một nắm, hai nắm mà thôi. Đó, có tác dụng là làm mát rễ cây này và nó trộn với giá thể, nó tạo khoảng trống ở trong cái giá thể để giúp cái cây nó thoáng rễ hơn. Rêu thì nó giữ ẩm cho cây, cái mùa đông thì nó hanh khô. Đấy, thế nên là rêu nó cũng rất là cần thiết. Thì một túi rêu với cả một túi đá trân châu này cũng trị giá đến 80.000 rồi. Tại vì bình thường em bán cho mọi người là cứ 40.000 một túi. Đó, rêu và đá trân châu 40.000 một túi. Hai túi này về dùng được cho thoải mái khoảng 20-30 chậu lan đấy. Hôm nay mọi người chỉ cần mua từ những cái đơn hàng 100.000, đơn hàng chậu móc 100.000 là em sẽ tặng cái phần quà trên nhá, một túi rêu và một túi đá. Thì hôm nay em giới thiệu mọi người là một cái chậu phi 20 này. Chậu phi 20 nhá, chậu nhựa song giả gỗ, rất là bền chắc. Đấy, rất là bền chắc nhá. Dẻo. Đó, chậu kèm móc 10.000 một bộ. Móc này là móc kém dài 80 phân. Đó, để mình treo vào. Móc kém này thì nó cũng bền lắm. Đó, móc kém rất là bền. Thì bộ chậu này chỉ có 10.000 một bộ thôi. 10.000 một bộ nhá, gồm một chậu và một móc. Thì mình có thể mua từ 10 bộ. Đấy, em chỉ bán từ 10 bộ thôi. 10 bộ là 100.000. Thì mọi người sẽ được tặng hai cái túi kia, một túi rêu và một túi đá trân châu. Đấy, đã trị giá 80 rồi. Nhưng mà mọi người mua 10 chậu thì vui lòng thanh toán cho em tiền ship nhá. Còn khi mà mua 20 chậu thì em sẽ bao ship. Đấy, 20 chậu thì em cũng vẫn tặng một túi rêu và một túi đá trân châu. Và kèm theo là sẽ bao ship cho mọi người. Đấy, chậu móc này thì tiền ship này nó sẽ hơi cao một chút. Thế nên là mọi người mua 20 chậu ấy thì em sẽ bao ship cho mọi người. Còn 10 chậu thì không bao ship được. 10 chậu thì mọi người thanh toán cho em là 30.000 tiền ship nhá. Đây, ví dụ mình trồng cái cây hồ điệp vào này, nhìn nó rất là đẹp. Đó. Đấy, trồng cái cây hồ điệp vào nhìn rất là ok nhá. 10 chậu 10 móc là được tặng một túi rêu và một túi đá trân châu rồi. Thì mọi người ủng hộ em nhá, tại vì em bán rất là rẻ rồi. Lần này cực kỳ là rẻ đấy, đảm bảo là như thế này là không bao giờ có lãi đâu, nhưng mà để quảng bá cái kênh Hoan An Hà Nội này, thế nên là em sẵn sàng bán rẻ cho mọi người. Thì mọi người cũng ủng hộ em một chút nhá, là đăng ký kênh hoặc là chia sẻ đến nhiều người hơn, để nhiều người biết đến hơn nhá. Thì càng ngày em sẽ càng bán rẻ hơn nữa. Một bộ là 10.000 và 10 bộ thì sẽ được tặng hai túi giá thể nhá. Mọi người mua thì gọi điện số điện thoại là 0974 702 106 ạ.